Trong khi đó thì anh chỉ thắc mắc là vì sao chân tay em là không rửa. Hình như tóc em là lâu lắm rồi không gội đúng không? Dạ? Đây này, tóc kết xù đây này các bác này, kết xù dính lại với nhau, cứ kệ nó. Trời ơi, sao mình không gội? Nên là bé tội nghiệp chưa này. Nhưng cái này bị làm sao này? Mụt á? Trời ơi, bị mụt hết rồi. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, đây là nơi ngủ của chị luôn á. Trời ơi là trời các bác này, cái chỗ ngủ đây này không có nổi một cái miếng chăn nào á, tất cả mọi thứ là ướt hết xung quanh rồi. Đây này, chăn chiếu quần áo của bé, thực sự rất là tội nghiệp luôn. Nhìn thấy cảnh này là mình nhìn thấy rơi lệ luôn á. Bên này nó căng thẳng thì lúc đấy ông ấy lại quay lại nói là nếu mà ông ấy nói nhiều thì không bán cái đất này, là cái nhà này giữ lại, giống như kiểu căn nhà này là của họ. Hàng xóm ở đây mọi người nói chuyện nó nghe buồn cười lắm các bạn. Nhưng mà đưa ra pháp luật thì mình đã bán đất có giấy tờ đầy đủ rồi, rồi bây giờ lại quay lại bảo là tôi không bán nữa, tôi không bán, tôi làm cái căn nhà này tới bồi thường hết toàn bộ tiền này, tiền đất. Mấy con đi vào đây chơi, bỏ dép bên ngoài nhá. Xin mình chào quý khán giả, các bác chú anh chị nhé. Ngày hôm nay chào San thì đang ở đây là nhà em cô, đã được các quý nhà hảo tâm, các bác cô chú anh chị mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ để cho chào San trực tiếp để giúp đỡ cho cô làm cái căn nhà. Bởi vì là hiện tại thì cô cũng không có cái giàn phơi, và đặc biệt là thêm rất là nhiều chổi ở đây, là lát nữa mình phải cho những cái chổi móc gọn lại, những cái chổi nào quét trong nhà thì móc trong nhà, những cái chổi nào quét ở ngoài thì mình sẽ móc ở bên ngoài. Bây giờ là hiện tại cô với Ly thì đang ăn cơm. Chỗ này thì cháu San nhận thấy rằng là mình chỉ cần chống một cái cây ở chỗ này thôi, chống một cái cây ở đây và kéo đi về ở bên đằng nhà, mình buộc vào cái thanh sắt ở bên kia là sẽ đã có một cái giàn phơi. Nhưng mà không biết là cái dây thép này có đủ không đó. San xem thử xem dây thép này có đủ không. Ăn xong chưa cô? Cô ăn xong chưa? Xong chưa? Con nhá, nếu mà giả sử như là hôm nay con đi học không đi? Không à? Giả sử như là con ăn xong các thứ, là nếu như mà con rảnh thì con sẽ làm, bảo chị làm cùng. Còn không rảnh thì giả sử như là xong thì con có thể là, nếu con đi học các thứ, con có thể bảo đấy chị là quét dọn nhà cửa rồi là dọn dẹp sạch sẽ trên bàn nhé. Không để bát đũa để đây đâu nhé. Bởi vì là Ly cũng còn nhỏ các bạn, Ly cũng còn nhỏ nên là nhiều khi những cái không, mọi cái trẻ con mà cũng chưa thể nào mà biết được đâu, chưa thể nào mà biết được hết những cái đó để mà làm đâu. Cái giấy thép này rất là cứng. Rồi trà San đang thử xem nó có có đủ không thì mình buộc ở bên này trước đã. Bên này trước. Sợ là không đủ. Chắc có lẽ là đủ. Thoải mái. Ok, đủ đấy. Mình trồng cái cây này cao một chút nha các bạn. cao một chút để mình treo lên chân cao. Cô ơi, cái này làm cái dây phơi nhá. Phơi quần áo. Mình thấy rằng là thực sự mà nói thì gia đình như là bố của Giao thừa không bao giờ giúp một cái việc gì hết. Cả biết thừa đây là con gái mình nhưng mà không bao giờ giúp luôn ấy. Ông ấy không giúp một việc gì, cái gì cũng không giúp luôn. Nhiều lúc Trà San nói trêu là nếu mà cô mà tỉnh lại thì coi như là giống như mình sinh cô lại lần hai. Cô có dùng spa không cô? Ủa gì sai thế? Làm được không? Cái đấy nặng lắm. Cái đấy nặng lắm. Sao lại kệ nó là như nào? Không, làm về phơi quần áo ấy. Này, làm được không? Cái xà banh này nặng, có làm được không? Hả? Vâng, cái bàn này ngày xưa chắc xinh gái. Cái này là để chọc, để chống cái cây vào đây. Mình kéo cái dây phơi này này. Biết này không? Cô lại về xem mình sờ, ý là tưởng là cái này nhẹ hay sao cầm vắt thấy nặng quá. Lúc đầu tưởng nhẹ, tưởng cái này nhẹ à? Tưởng cái này nhẹ à? Thế thôi. Cái này làm gì mà nhẹ, cái này nó 4-5 cân đấy. Không có. Làm gì không có? Thử xem cái này không phải 4-5 cân à? 4-5 cân. Khiến cái gỗ ở, lấy cái gỗ ở dưới kia về anh chống cái này. Có lấy được không? Cái cây đấy á? Cây đấy không đủ, không được đâu. Cây đấy sao nào? Cái đấy không được, phải dùng cái to cơ. Cái này lúc mình phơi quần áo nó kéo nặng phết đấy. Khỏe đấy. Khỏe đấy nhờ. Đây à, dùng cây này thôi. Anh còn dùng một tay nhấc được mà. Đây này, anh dùng một tay nhấc được mà. Xem nhá. Nhưng mà không có. Đây. Anh dùng tay nhấc được cũng. Thế mà cũng. Ai ạ đã. Bác lên. Cô ơi, anh bảo đuổi lấy cái chổi quét sân á, lấy cái chổi quét sân này này, quét hết cả những cái vị trí này đi. Đây, đây, này này này, nó, này, cô, lấy cái gì đấy, bảo cái gì đấy, này, quét hết sân đi, không biết làm cái kia thì quét sân đi. Cái gì? Quét sân, quét hết đi. Lấy cái gà kia vứt ở vào trong kia đi. Gà kia để chỗ kia nó vướng chỗ à. Đây này, quét cả cái này nữa. Đây. Cô. Có cái gì đâu mà đáng cười. Làm việc thôi cũng. Quét rồi hot hết đi nha. Hot hết đi nha. Quét cả đây này. Đây, quét cả chỗ này này. Đi dép vào chứ, dép lại vứt đâu rồi. Thường các bác, tức là thường là cô để dép ở bên ngoài ra đi vào nhà rồi lúc đi ra lại quên mất không đi dép. Nhiều cái trường hợp này toàn là như vậy, bởi vì này, sang xem cái dép để bên kia. Đấy, bây giờ là dép để ngay bên này, ở trước cửa bên này, nhưng mà quên mất và đấy là đi vào trong, từ trong bếp thì lại không đi dép, nên thành ra là nó hơi khó. Nhưng mà dạo này cho San thấy là cô cũng nói, tức là nói lẩm bẩm hay là nói ít hơn rất là nhiều rồi. Chứ thường ngày là có những ngày mấy tháng trước á, nói rất nhiều luôn. Đánh đi, đánh đi, hỏng hết chổi đấy, không được đánh hết đấy, hỏng chổi, thì gấy hết chổi. Đánh là đánh con chó, là đem chổi đi đánh cái này thì nó hỏng hết. Rồi làm đây đi. Bắt đầu với những ngày tháng á, cuộc sống cũng bắt đầu dần dần vào một chút nề nếp rồi. Dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, cái đấy là những cái công việc làm đầu tiên từ cái công việc nhà. Sau này mới nói đến cái việc gọi là lao động cả. Bởi vì nhiều các bác còn không hiểu, các bác bảo là nhìn thấy cô khỏe mạnh như thế này, không đi làm, không đi nương rẫy, không đi làm thuê thì làm sao mà có cái để mà ăn. Thì nếu mà cô mà biết làm những cái đó mà không có bình thường như mình thì chắc chắn là mình không cần để mình giúp đỡ rồi. Nhưng hiện tại cô đang dần dần trong cái giai đoạn hồi phục về tâm trí cũng như là trí nhớ. Mình nói cái khác là cô đang gọi là cái tình trạng gọi là mất trí nhớ rồi các bạn. Giống như cái đứa trẻ ban đầu sẽ phải làm lại những cái công việc từ lúc những cái công việc từ gia đình, chăm sóc gia đình, rồi mới đến sau này dần dần mới đến được cái những cái công việc khác được. Gió thổi. Gió mà vào anh. Gió thổi vai là ui. Gió thổi mà bảo là mẹ, gió này ngu thì ngu vậy. Thùng rác là cho San để tạm đây thôi nhé. Sau này khi mà mình đổ được tất cả những cái vị trí này, đổ hết toàn bộ từ đây, sau đó là mình sẽ không có để đây. Để đây đấy, đổ vào đây. Đổ vào đây. Ui, chỗ này chân thế các bác ạ. Cao quá thì sợ là cô lại không để được đến, nên mình để vừa vừa thôi, không móc đến. Không móc đến thì mình sẽ làm cái giản phơi để cho cô móc. Ui, cái này không có kìm thì khó buộc rồi. Nhìn này là không có kìm này nó. Ui, không có kìm là không được rồi. Nhưng phải có kìm. Nữa. Cũng xong rồi, lần nữa cho San sẽ kiếm kia kìm về buộc ở trên này nhé, buộc trên này chắc chắn để cho cô có cái để phơi quần áo. Cô ơi, cô này mang cái này đi về nhà, mang đi về nhà, mang cái này đi giả đi về nhà mà. Đây, bố lại xuống dưới này rồi đấy. Bây giờ cháu San định kiếm kia đinh để đinh kia chỗ này để móc chổi cái thứ, nhưng mà chắc là mai mình mới xin cái đinh để đinh bê tông thôi. Mai kia mình mới xin cái đinh bê tông, chứ riêng cái đinh bình thường, đinh gỗ ấy, thì mình đinh vào như cái này nó không đinh vào được các bạn ạ, không đinh vào được nha. Cho nên thì mình lúc đó mình sẽ đinh xem thử xem nào. Cô ăn uống xong rồi, dẹp hết trên bàn rồi, tức là ăn trưa xong ạ. Bát đũa là không biết rồi dẹp ở đâu rồi. Dạ đúng rồi. Nhạt bỏ vào đây lúc nào trời mưa còn có cà đốt nhá. Không thì trời mưa thì không có đốt thì mình lạch lắm ấy cô nhá. Không có đâu mà không có lúc nào trời mưa là lạnh lắm ấy. Cái này, những cái này là phải nhận hết xếp vào chỗ góc này để mình có cái gì đó phủ lên. Phủ lên, còn lúc trời mưa là có cái để đốt, chứ không mùa đông này là lạnh lắm ấy. Đây xem nào. Ôi, cái cây này chắc thế, tránh nha, tránh nha. Đấy nhá, thử xem là có vỡ giấy. Ôi, giờ vào nhặt đi. Nhặt đi. Cười cái gì giúp chặt cái cửi đấy. Nhặt cả cái này nè, bỏ vào này. Rồi sang bên này nữa. Nhặt hết mấy cây bên này sang đi. Bên kia kìa. Nhặt hết bỏ vào đấy, rồi lúc nào trời mưa có cái đốt đấy. Đây, bên này nữa. Cái đấy kệ nó trong đấy. Cô đang cầm dao đi chặt củi hay sao đúng không? Nếu chặt củi thì chặt mấy cái này này. Cô. Cô ơi. Đây này, chặt củi thì chặt mấy cái này này. Mấy hôm nữa trời mưa. À, trời mưa còn có cái để mà đốt. Đây này. Cây này cũng phải chặt đi. Chặt đi rồi làm củi. Con dao này không sát tí nào luôn. Con dao không sát tí nào luôn cô nhỉ. Những ngày tháng cô. Đấy giờ em sẽ thử thế nào. Wow. Một số, tức là một số các bác nói rằng là cô không thể nào mà tự kiếm củi để mà đun được. Nhưng mà cháu San thấy là thời gian tới cháu San khẳng định với các bác là cô sẽ tự cái cuộc sống. Không nói gì. Tự có thể là lo cho cái cuộc sống, kiếm củi để mà đun. Em để chỗ này nó ướt này. Mang ra đây, mang ra. À, ra đây, ra đây. Chỗ này này. Các bác thấy chưa? Can ra rất là cơn luôn á, từng khúc một đây. Nhưng con dao đấy không sát tí nào. Thì trở sang giúp cô mài đấy. Anh giúp mài con dao nhá. Cô, tí nữa giúp mài con dao nhá. Dao đấy là con dao mới nên là chưa mài. Dẫm xuống. Không dẫm được à? Nhẹ quá. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, những ngày tháng mà chắc có lẽ là dần dần cháu San tin rằng là các cô sẽ hồi phục từ những cái công việc mọi cái. Bây giờ các bác thấy là cô cũng có thể là tự chặt củi, bởi vì là những ngày này cũng đang những ngày tạnh mưa, mưa rão. Nếu mà không chặt củi thì sau một thời gian tới là đến mùa đông ạ, là rất khó để có thể có củi để mà đun. Ok. Đây, đằng sau này là bàn dao đây. Cô trồng rất là nhiều dao muống cái chỗ này. Và ở đây chỗ này dao đã lớn một chút rồi. Chỗ này dao cũng lớn một chút rồi, sắp giờ như là sắp ăn được rồi đấy. chỗ nào cũng thấy cô trồng hết, không để một chỗ nào trống luôn. Thôi thì đang chặt củi ở bên này. Cây đấy có khô không? Cây đấy khô không đấy? Có số rào. À, cô bảo là cô trồng rau. Sao rau này đem đi trồng ở nước? Cô trồng hay ai trồng? Chứ là ai trồng? Trồng ở nước ấy. Trồng nó chết hết. Trồng thế là rau mà sống, rau có phải là trồng ở nước đâu. Thế thì không biết rồi, cái chỗ này cấy lúa được ấy nhỉ? Cô nhỉ? Chỗ này làm ruộng được tốt đấy các bác ạ. Vì các bác thấy này, nước thường xuyên lắm. Đây, cô ơi, từ từ đã. Ở đây nhá, ở đây anh đi mài xem, ở đây xem dao, anh đi mài con dao cho. Mài con dao này cho sát một tí để mới chặt được củi thôi. Con dao này có vẻ như là mình cho cô chặt, thì cả cho mình cũng chặt mệt lắm các bác ạ. Chặt không sát tí nào luôn. Thì sao bên này mài nhờ cái con dao đó. Mai kia mua cái đá mài để cho gia đình dùng. Chắc mấy nữa phải mua thêm cái con dao mới để cho cô chặt củi thôi. Đi đi đi. Cái con dao này á, là bởi vì nó rẻ nên là cháu San sợ là cái sát của nó là sát đều quá. Nó không có sát thế nào luôn. Mình có mài nhưng cảm giác nó không sát. Đấy, đỡ hơn rồi đúng không? Đấy, bây giờ thế chặt từng khúc một là đỡ hơn rồi đấy. Gấy rồi, dám phát là gấy. Dám đi. Không có. Dám. Anh mua, tôi quen rồi. Đặt lên trên chỗ cao cao dám. Hả? Cái đấy gấy rồi mà. Gắm mù này. Tao là mẹ đi đâu? Mù. Các gắm mù. Gắm mù chế. Ở cho nó. Ờ, tao. Và để chặn đây sao? Có dép ở nhà không đi? Cứ thích đi dép quai nhỉ? Chặt đi. Không chặt được à? Nhà cây này chắc cứng lắm ấy. Cứng quá. Cá mùa. Cá mùa. Đấy, cô đang xem thử xem chỗ nào có củi không. Từ từ thôi. Đấy. Bỏ gọt vào trong này. Bỏ gọt vào trong đấy. Cái đấy củi khô đấy. Đẩy vào trong ấy, đẩy vào. Không có. Đẩy vào tít trong ấy. Không để chú vào. Ừ, đẩy tít vào trong đấy. Đấy. Cái cây kia hơi dài à? Cây đấy dài đúng không? Ừ. Nên nhặt hết mấy cái này này. Mấy cái này đốt trái lắm. Mấy cái tấm ván này nhặt hết đi. Cái gì? Đây, nhặt hết mấy cái này đốt trái lắm. Thôi nó tôi nhặt hết đi. Nhặt đi. Cố. Quá tuyệt vời, cô nhỉ? Chăm chỉ ấy. Tuyệt vời cực kỳ luôn á. Đấy như kia. Ô, cái đấy chưa khô. Chưa khô không lấy nữa. Không khô mà. Cái này không khô, bỏ ra ngoài. Quên rồi á? Phải nhớ là nó không khô chứ là quên rồi thì làm ăn làm sao được. Sao lại quên? Đây. Nhặt đi bỏ vào trong kia. Cái đấy toàn là củi khô đấy. Đấy, nhảy một lúc là cả đống luôn ấy. Đây. Mấy cái này cứ kể nó phủ đây, mấy nữa còn dùng cát nữa. Mấy anh đã nói đến cái việc này thì không liên quan đến mình, nhưng mà cô bảo là không sao đâu. Cháy củi chưa? Cháy củi chưa? Nhặt nhặt. Nhặt hai cái cây kia để lên đấy. Chú nào mua? Chú nào mua? Không, cái này là bên này là các bác mua cho cô. Thì cái đấy thì mình không liên quan đâu. Cái chỗ này thì mình cứ, nhà của mình là đến đâu là mình cứ làm thôi. Cái này là anh mua mà không tháo hết à? Không, không tháo đâu, cái này kệ đâu. Không cần lo đâu cô nhá. Không cần lo, ở đây không cần lo. Sao nói chuyện nhiều đấy. Ai sai? Thằng nào? Nói là thằng đấy sai là toàn nhìn vào bố này nói. Thôi cô đi làm việc, cô đi cô. Cô đi làm việc đi. Đi làm việc đi, kể họ. Đi làm việc của cô đi, kể họ. Kể họ. Đất này mình mua ở đâu mình mua rồi. Không lo. Hiểu không? Cô đang lo. Cô đang lo lắng là cái vị trí này là sợ là người ta chiếm này. Cô đang lo lắng cái vấn đề đó. Nhưng mà ý là bố của Giao với lại chú đây này đang nói đến cái con đường đi lên nhà ông bố thôi. Kể đấy không liên quan. Kể đấy không liên quan đến mình đâu mà. Hiểu không? Anh phải nhiều nhất trên đời này, không phải một bạn một phần được. Cô kệ đi, không nói. Quay cái gì mà quay? Cái gì? Anh quay việc của anh mà. Không phải làm nói mày ấy, nói kia đấy. Nhưng mà là không phải nói mình á? À? Nhưng mà cái đấy là của anh mà. Cái đấy là em kia. Chứ gì? Thì em đi về đi ơ. Tôi không có mà. Bà ca này còn bảo là quay cái gì mà quay, thế là chứng tỏ rằng là không phải là không bình thường đâu, biết thừa là mình quay đây đấy các bác ạ, chứ không phải là không biết đâu. Cô về đây. Bà con ở đây đúng là quá phức tạp rồi. Cái việc nói đến ông Sang với lại cái chú chủ đất bên này ngày xưa mình mua, nói đến thôi ông ấy còn nói là cái chỗ này sau này tôi không bán nữa đấy, đã giấy tờ đầy đủ không bán. Cái đó nghe mà thấy giấy tờ đầy đủ hết mà. Không cần lo đâu, cô lo làm gì, mình là con gái mình không cần lo, hiểu không? Tại sao mà đẩy xong rồi mình... đi vào trong, về sao vào trong. Hả? Không cần lo, anh đi làm chuyện gì rồi, không cần lo đâu. Cô còn lo lắng đấy, không cần lo lắng. Hiểu không? Thì không lo, ai bảo lo đâu. Thì ai cho đâu? Ai bảo cho nhà người ta đâu? Cái này ai có quyền đòi nhà mình? Thế thì tôi quên rồi, tôi bảo là cho người khác thì em bảo là cho hết à? Hả? Là quên rồi mà cho người khác là cho hết à? Không cho. Thì ai bảo cho đâu? Đây nhà của cô thì cô giữ lại chứ ai cho đâu. Tôi không cho đâu anh Mai ơi. Chứ là phần đấy thì bố của Ca và bố của cô với lại kia bên này nó căng thẳng. Thì lúc đấy ông ấy lại quay lại nói là nếu mà ông ấy nói nhiều thì không bán cái đất này là cái nhà này giữ lại, giống như kiểu căn nhà này là của họ. Hàng xóm ở đây mọi người nói chuyện nó nghe buồn cười lắm các bạn. Nhưng mà đưa ra pháp luật thì mình đã bán đất có giấy tờ đầy đủ rồi. Rồi bây giờ lại quay lại bảo là tôi không bán nữa, tôi không bán, tôi làm cái căn nhà này tới bồi thường hết toàn bộ tiền này, tiền đất, rồi là bồi thường hết cả cái căn nhà chi phí xây dựng này ấy. Thì ok thôi. Đó. Nên là nói chung là cũng phức tạp, mình chỉ giúp họ giải quyết rằng là tình cảm với nhau thôi. Thế cô lạnh lắm, Ca lạnh lắm à? Thế sao vừa nãy bảo không cho quay video? Quay video là... Thế quay vừa quay các bác. Ôi các bác giúp đỡ quần áo mạng ở đây này, sao lại không cho quay luôn? Thế vừa nãy vừa bảo không cho quay mà. Ngày hôm nay Trà San cùng á. Chị chia sẻ video clip tại đây thôi. Nói chung là cái căn nhà hiện tại thì cô cũng đang rất là lo, là không biết là sợ rằng người ta lấy căn nhà của cô ạ. Tuy nhiên thì Trà San bảo với cô là cứ yên tâm cô nhá. Cô đi vào à? Cái gì? Thôi Trà San cứ xin kết thúc video tại đây nhá. Lúc đầu ông ấy nói là già là sẽ lấy cái đất này và giống như kiểu là tịch thu cái căn nhà của cô ạ. Thì lúc đó cô rất là lo lắng mà Trà San, lúc đó Trà San cũng không muốn đưa video clip lên cả, vì Trà San sợ là đưa lên thì họ lại nói rằng là mình quay những đó lên để nói xấu họ, cho nên Trà San không có muốn quay cái lúc đó. Tuy nhiên thì các bác cứ yên tâm là Trà San sẽ cái này là có giấy tờ đầy đủ hết rồi, nên là mình không có lo là người ta sẽ quay trở lại và đòi đất hay là tranh chấp cả. Lúc đó thì mình đành đưa ra pháp luật để giải quyết thôi các bạn. Ngày hôm nay Trà San xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác cô chú anh chị trong một video clip gần nhất.